Dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga đã được tổ chức trọng thể ở nước Nga và nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là dịp các quốc gia trong đó có Việt Nam nhìn nhận lại thành công và thất bại của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa này. Dễ hiểu, sự kiện này cũng là cơ hội cho hàng loạt ý kiến xét lại rằng Liên Xô sụp đổ là minh chứng cho thất bại của Cách mạng tháng 10 Nga, đổ lỗi cho cuộc cách mạng này kéo lùi lịch sử nhân loại. Rằng vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn níu kéo lý tưởng đã chết? Rằng vì sao thế giới và ngay tại xứ sở đã khai sinh ra nó đã từ bỏ thì sao Việt Nam còn dùng nó. Nhóm biên tập kênh tiếng dân xin trao đổi thẳng thắn về những quan điểm này. Nhìn lại lịch sử, vào đầu thế kỷ 20, nhiều người nghi ngờ sự ra đời và thành công của chế độ Xô Viết xã hội chủ nghĩa vào năm 1917. Họ tin rằng giai cấp công nhân không thể nắm được chính quyền, và nếu có nắm được thì cũng không thể giữ được quá 2 tuần. Nhưng trên thực tế, Liên minh Công nông Nga đã giành và giữ được chính quyền không chỉ trong 2 tuần hay 2 tháng như công xã Paris, mà là tới hơn 70 năm và đạt nhiều thành tiệu vĩ đại chưa từng có tiền lệ. Chính quyền Xô Viết đã trụ vững trước những cơn sóng dữ của nội phản, của cuộc can thiệp vũ trang do 14 nước châu Âu, Mỹ, Nhật tiến hành xúm lại để đánh hội đồng nước Nga mới trong giai đoạn 1918-1920, khi cả châu Âu tư sản cùng với Mỹ và Nhật Bản vào cuộc tấn công quân sự của phát xít Đức từ năm 1941 với sự dung dưỡng từ phương Tây, cũng như cuộc chiến tình báo và diễn biến hòa bình do phương Tây phát động sau này. Bất chấp xuất phát điểm thấp, lại ở trong vòng vây toàn diện của chủ nghĩa tư bản ngay từ giai đoạn đầu nhưng Liên Xô đã đạt được nhiều bước tiến phi thường cả trước Thế chiến thứ hai và sau năm 1945 trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, công nghiệp, công nghệ, giáo dục, y tế, quân sự. Liên Xô đã vươn mình từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành siêu cường thế giới và về kinh tế chỉ đứng thứ hai sau Mỹ. Liên Xô không chỉ lo cho bản thân mà còn là điểm tựa cho phong trào giải phóng dân tộc thế giới chính chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô đã góp phần quan trọng gìn giữ hòa bình thế giới và cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít, con đẻ của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn. Chủ nghĩa tư bản hiện nay còn tồn tại và phát triển, một phần quan trọng là vì được giải thoát khỏi quái vật phát xít. Đồng thời chịu sức ép từ chủ nghĩa xã hội buộc nó phải điều chỉnh, phải nghiên cứu nghiêm túc bộ tư bản luận của Karl Marx, phải áp dụng triệt để khoa học công nghệ, tăng cường phúc lợi xã hội và tăng tỷ lệ cổ đông là công nhân trong doanh nghiệp nhằm xoa dịu đấu tranh giai cấp. Với thực lực ở giai đoạn đỉnh cao của mình, rõ ràng Liên Xô đã đuổi kịp hoặc vượt nhiều nước phương Tây và có đủ sức quá độ lên chủ nghĩa xã hội nếu bình tĩnh, tỉnh táo và không mắc các sai lầm chiến lược. Thực tế cũng bác bỏ luận thuyết cho rằng Liên Xô là chế độ độc tài, bởi không có chế độ độc tài nào lại tồn tại lâu đến thế và lập được nhiều chiến công đến như vậy. Các chế độ độc tài của Hitler Đức, Mussolini Italy, Pirochet Chile, Hay Pot, Campuchia đều có kết cục là phải sụp đổ nhanh chóng. Chính vì vậy mà các giá trị truyền thống vẫn được tôn trọng ở nước Nga hiện nay. Phần nhà quốc ca Liên bang Nga ngày nay chính là của thời Xô Viết. Cờ búa liềm và quân kỳ hồng quân Liên Xô vẫn tung bay đầy kiêu hãnh trên hồng trường mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít ngày 9 tháng 5 hay tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941 đúng vào ngày cách mạng tháng 10, mùng 7 tháng 11. Đúng ngày kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, nước Nga đã tổ chức diễu hành hoành tráng với rất nhiều sự kiện tưng bừng xung quanh nó. Người dân Nga và đất nước sản sinh ra cách mạng tháng 10 xem đó như là một phần lịch sử người Nga đã đóng góp cho hòa bình và phát triển của nhân loại. Không thấy lực nào có thể phủ nhận được. sự sụp đổ của Liên Xô hoàn toàn không liên quan đến tư tưởng hay lý tưởng xã hội chủ nghĩa thất bại, cũng như không thể phủ nhận ý nghĩa, giá trị của cách mạng tháng 10 Nga. Nhìn lại nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô cho ta thấy hoàn toàn xuất phát từ chính con người điều hành đã sai lầm. Nguyên nhân thứ nhất, một số phần tử cơ hội trong ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô đã vô hiệu hóa toàn đảng. Đây là nguyên nhân số một dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Lần theo lịch sử thấy rằng, ngay từ khi thành lập Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1898, trong Đảng đã có sự chia rẽ. Trước khi cách mạng tháng 10 nổ ra, Dinoviev và mediev trong Ban lãnh đạo Đảng đã phản đối nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về vũ trang khởi nghĩa. Trong cuộc hội nghị của Soviet Petrograd, Trotsky cũng trong Ban lãnh đạo Đảng đã tiết lộ cho đối phương biết thời gian khởi nghĩa của cách mạng tháng 10. Vì vậy chính phủ Nga xa hoàng đã huy động quân đội nhằm ngăn chặn cuộc khởi nghĩa của quân cách mạng. Vladimir Ilyich Lenin biết rõ chân tướng của những phần tử này nhưng giải quyết chậm về nhân sự. Đến thời kỳ Đảng Cộng sản Liên Xô thực hiện công cuộc cải cách, còn gọi là cải tổ toàn diện từ năm 1983 đến năm 1991, thì chiếc bọc nhọt dần dần vỡ mủ. Những bộ mặt thật của những nhân vật như Tổng bí thư Zopachov, Ủy viên Bộ Chính trị Lakoplev dần dần lộ rõ chân tướng cơ hội chính trị. Nhân danh này nọ thao túng toàn đảng bằng những lời hoa mỹ, là quan tếu, bỏ rơi lĩnh vực xây dựng đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân đội, công an. Mang danh người lãnh đạo, hai nhân vật này đã ra khỏi quỹ đạo xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và ngả vào lòng những thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Đảng bị vô hiệu hóa hoàn toàn, nhà nước liên bang sụp đổ. Nguyên nhân thứ hai, sai lầm về đường lối cải cách nhớ lại giai đoạn khởi đầu của cải tổ được đặc trưng bởi sự đối đầu của hai lực lượng cải cách và chống cải cách lực lượng vì cải cách chiếm bộ phận lớn trong nhân dân còn lực lượng bề ngoài nói ủng hộ cải cách nhưng kỳ thực lại chống cải cách và lái cải cách sang một hướng khác họ tuy số ít nhưng phần lớn lại nằm trong ban lãnh đạo của đảng và nhà nước liên xô lực lượng này họ tự cho mình là cấp tiến sử dụng lợi thế của mình trong các phương tiện thông tin đại chúng lực lượng cấp tiến khuấy đảo kinh tế thị trường, tiêu thụ và quan hệ tiền tệ, khuyến khích sự bùng nổ khủng khiếp của chợ đen và tội phạm. Thực chất là sự xuất hiện những thế lực mới, những kẻ dân tộc chủ nghĩa, ly khai chủ nghĩa xã hội. Những người cải cách với một thái độ và chủ trương đúng đắn thì bị gạt ra một bên, cho là cái bare ngăn cản cải cách, dần dần phải cấp tiến trong đảng từng bước áp đảo phái bảo thủ. Thảm kịch của cải cách là ở chỗ lãnh tụ của cải cách, do Ba Chốp đã không nhìn thấy hoặc cố ý không nhìn thấy cái mối đe dọa thực sự chung quanh. Mối đe dọa khủng khiếp là chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa ly khai của phái cấp tiến. Trong lúc cung đình họp hành đấu đá triền miên, thì ở bên ngoài xã hội, các lực lượng chống đối lại tung hoành vận động lật đổ Đảng Cộng sản Liên Xô, làm cho Đảng ngày càng rơi vào thế, lòng chân đứng. Sai lầm rõ nhất về đường lối của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là chỉ chú ý đến cải cách kinh tế, nhưng lại không tính đến nâng cao đời sống nhân dân. Buông rơi việc giáo dục chính trị, tư tưởng, sự hoài nghi chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản được dấy lên trong Đảng và nhân dân Liên Xô lúc bấy giờ. Nguyên nhân thứ ba, sai lầm về phương pháp cải cách. Sai lầm lớn nhất là những người lãnh đạo đảng không dựa vào dân, trong khi lại hữu khuynh với những phần tử cơ hội trong đảng, thậm chí còn hùa theo với họ, không nhìn ra những mặt thật của những phần tử này để né tránh. Rõ ràng đây là một tấn bi kịch trong Đảng Cộng sản Liên Xô. Nguyên nhân thứ tư, sai lầm về nhân sự. Do việc lựa chọn nhân sự các cấp, nhất là cấp trung ương, lỏng lẻo đã làm cho Đảng trao đảo bởi những phần tử cơ hội này làm việc cho Đảng, cho dân, cho nước thì ít. Trong khi đó, mưu lợi ích cá nhân, tham vọng cá nhân, lợi ích nhóm thì nhiều. Chính vì đưa những người không đủ phẩm chất cách mạng vào Trung ương cho nên đã dẫn đến sự bất đồng giữa hai lực lượng đối lập trong đảng gây mất đoàn kết trong nội bộ đảng. Vấn đề này đã được phân tích trong cuốn sách Hồi ký của Ligachov bên trong Điện Kremlin của Zopachov. Tài liệu báo cáo được gửi lên cốt sao cho phù hợp với lập trường của lãnh đạo thay vì phải trao sự thật cay đắng. Điều quan trọng sống đối với người lãnh đạo là phải có các phân tích so sánh các dữ liệu từ các nguồn khác nhau và phải đặt nó đối diện với cuộc sống thật. Những vấn đề thông tin cho lãnh đạo tối cao, đặc biệt là thông tin cho Tổng Bí Thư, từ các nơi gửi lên nhiều như nước chảy nơi sông suối, đòi hỏi phải có những người thật sự có trình độ, am hiểu sâu sắc cái tổng thể và cái cụ thể để lựa chọn, phân loại, phân tích cho đúng. Điều này do Bà Chốt đã không làm được vì ông ta chỉ lựa chọn những người thân quen cổ cánh, không có trình độ thay cho những người có trình độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, giành được cách mạng đã khó, giữ được cách mạng còn khó hơn. Sự sụp đổ của Liên Xô là bài học cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực hành công cuộc đổi mới, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và giữ vững thành quả cách mạng, khiến cho cựu thủ phải nể phục và càng khiến cho thế lực muốn lật đổ cay cú ngày ngày chỉ biết nhào nặn ra những quan điểm xét lại với ảo tưởng lung lay được chế độ